này mới được. Lập một biệt đội siêu nhân nhẹ. Wow. Để đi trừ gian diệt bạo. Đéo tin. Thấy chưa? Đừng có nhìn. Đừng có nhìn thằng này nhá. Anh ấy là anh định. Hôm nay anh ngăn hùm à? Anh định lập một phi đội chuyên về siêu nhân nhẹ. Và thế là anh đi nhá. Anh nhìn thấy ai ấy mà phóng nhanh này, vượt ảo này, hay là bất kể một cái bạn học sinh nào ấy mà ấy không chịu đi học này, ở nhà lười biếng này, hư này, là anh sẽ xử lý luôn. Wow, xin chào cả mọi người nha, ngày hôm nay chơi một trò chơi thử thách chôn Quỳnh. Ngày hôm nay nha, Tuấn sẽ thử biến thành người nhện. Spider-Man. Nani? Này này, mọi người nhìn thấy bộ quần áo người nhện thấy chưa? Tuấn vừa mới mua được thôi, cũng chưa biết là mặc như thế nào và Tuấn mặc lên thì nó phù hợp với Tuấn không. Thì bây giờ Tuấn mặc thử nhá. Còn đây là cái gì nhỉ? Cái này là cái gì ta? À, của mặt nạ người nhện. Wow. Bạn nhìn không? Sợ chưa? Ui xời, nhìn cũng khá giống là người nhện. Nhưng bây giờ mình phải mặc lên để xem là nó có thực sự là giống người nhện hay không nhá. Hay là nó giống người thực vật, hay là nó giống con động vật thì chết. Hay là nó giống con chó hay sao? Hay con mèo, hay con chuột. Nào, mặc nào đi ta? Không lẽ đút cái này vào à? Đây, chắc là phải mặc như thế này. Đây, chắc là phải mặc. Mặc giống kiểu váy của con gái. Chà, khó thế này. Ây chà. Mặc được bộ này không phải đơn giản đâu các bạn ạ. Bạn nào mà muốn mua bộ xin nhân nhẹ thì cứ liên hệ cho mình nhá. Mình phát lại cho bộ này mà chơi. Mình chỉ làm clip thôi. Mà mình, bạn nào mà không biết chỗ mua thì cũng liên hệ cho mình chỉ chỗ mua nhá. Cũng rẻ phết thôi, không đắt đâu. Chắc chỉ mấy trăm nghìn thôi. Mình đặt cả một đống nên là mình cũng không nhớ. Các bạn thấy sao? Với bộ người nhện ấy, tuy là với mình thì nó mặc gọi là nó cũng khá là vừa đấy mọi người ạ. Nó hơi nhăn nheo một chút, nhưng mà thế này là được rồi. Theo mình thì là được rồi. Nhưng mà nó nghe cái này nó thiết kế cho mình một cái gì đấy để mình dễ nói chuyện này. Nó không bị bắn nước bọt hay ra mồ hôi cái thứ ở đây này đấy. Thì là nó không thiết kế cái đấy cho mình đấy. Còn bây giờ nha, đi lên chéo này đấy. Hơi khó nói một chút. Thôi bây giờ thì mình thế này nha, trèo lên trên này để chơi. Trốn Quỳnh, Quỳnh sắp về rồi. Tuấn sẽ biến thành người nhện để xem phản ứng của Quỳnh sẽ như thế nào. Thế là thiết kế được. Nhưng thấy chồng em hỏi anh đi mua cái bộ này đâu về? Anh đi mua ở đâu? Hả? Chết không? Nhìn có giống người nhện không? Anh túng cổ em lên luôn đấy nhá. Anh điên. Có thích không? Nó đau tóc. Có thích không? Thích đây. Cho anh mặc áo người nhện mà anh cũng có sức mạnh của người nhện. Anh thử nào.
Anh ấy bắn tư rồi mà. Hết trò rồi kìa. Sao anh bắn tư? Bắn đi em mà chẳng bắn được, bắn tư. Nhìn anh có đồ gấu không? Nhìn anh có chất không? Giống chứ nhẹ không? Nhìn anh giống thằng tử trường ấy hả? Điên quá. Đừng có trêu suy nghĩ nhé. Bỏ ra ra. Bỏ ra. Ai chơi như vậy mà ăn nạp rồi. Bỏ cái tính này. Đúng không chưa? Này, suy nhân nhện để đi trừ gian diệt ác chứ không phải là để nấu cơm. Nghe nói chưa? Ở nhà nấu cơm tốt rồi. Ra ngoài lại tưởng dùng thần kinh chống chạy đây. Nào, anh có ai là thần kinh? Anh nhưng mà ai ở đây không có mỗi em này anh em nói em à? Trong nước của Thảo anh định ấy lập một biệt đội siêu nhân nhện. Wow. Để đi trừ gian diệt bạo. Đéo tin. Thấy chưa? Mũi. Đừng có nhìn. Đừng có nhìn thằng này nhá. Anh ấy là anh định. Hôm nay anh em ngăn hùm à? Anh định lập một phi đội chuyên về siêu nhân nhện. Và thế là anh đi nhá. Anh nhìn thấy ai ấy mà phóng nhanh này, vượt ảo này, hay là bất kể một cái bạn học sinh nào ấy mà ấy không chịu đi học này, ở nhà lười biếng này, hư này, là anh sẽ xử lý luôn. Anh định lập một biệt đội đấy. Thế nào? Chứ mà chả có ai mà vào biệt đội đấy với anh đâu anh Tuấn. Này, em có biết anh là ai không? Em nhìn cho nó kỹ lại đi. Anh là Tuấn Tuấn Trai. Nhìn lại. Đây người ta gọi là Spider-Man, siêu anh hùng. Em gọi là người nhện. Người nhện nhá, sẽ phải xử lý cái tên này mới được. Không giờ gì nhá. Rồi. Ngồi xuống. Anh đi nấu cơm.